nhìn. Trời qua đây. Coi chị hai khoái phá chơi về được nè. Giang miếng nhìn. Trời qua đây giúp cho, qua đây giúp. Trời qua đây giúp cho nè. Chị Vi qua đây. Qua đây. Trời ơi. Nó giận người, nó giận cho mì rồi. Chị Vi qua đây. Cam hê qua đây giúp cho. Ôi trời. Cái gì vậy? Qua đây giúp cho nè. Oh, good job. One more to go. Oh my god. Giỏi ta. Hello, xin chào các bạn. Các bạn ơi, bây giờ thì khoảng 1:30 các bạn. Đang rửa một đống ly này. Nói chung là nhà mình xài nhiều nhất là cái ly các bạn ơi. Giống như là hai đứa mỗi lần uống một lần một cái ly, một lần một cái ly. Các bạn cứ mỗi lần uống là cái ly mới. Thành ra tốn cái ly rất là nhiều luôn. Các bạn ơi, mình đang có cái idea này. Đó là tại bình thường á, Mary với lại Hà Móp á cũng nói chung là không phải là thân thiết lắm, nhưng mà ý là cũng vẫn là gọi điện thoại nói chuyện rồi hỏi thăm nhau các bạn, nhưng mà chưa có bao giờ làm một cái video về cái đó hết. Với lại bây giờ Mary đang có ý định là Mary sẽ troll Hà Móp các bạn, hỏi mượn tiền coi là coi tình cảm của Hà Móp dành cho mình được bao nhiêu. Nói chung các bạn ơi, là Mary cũng về Việt Nam vừa rồi đó. Nói chung xài khá là nhiều. Thì bình thường thì nếu mà nói thiếu tiền thì tại bên này thì nghèo quá thì cũng vẫn đủ xài được các bạn. Nhưng mà nói chung là Mary mới về Việt Nam nên thành ra Mary cũng lấy cớ là xài hết tiền, hỏi coi là Hà Móp có cho mượn không. Ngại ghê luôn. Đây. Để coi Hà Móp. Với lại mấy bữa nay á, Hà Móp nhắn tin hoài à. Tại nhắn tin lâu rồi kêu Mary đưa hai đứa xuống Hà Móp chơi các bạn. Nhưng mà vừa rồi thì Mary đi cái gì ta? Đi Việt Nam đó là Hà kêu từ trước lận. Lúc mà Hà mới mua nhà là kêu rồi. Nhưng mà xa quá Mary chưa có đi được các bạn. Ok, chờ xíu. Nói sao ta, suy nghĩ xíu không biết nói gì. Nói mà chơi cho Hà tin cái chứ không là trời ơi, Mary nói chuyện lúa. Người của Mary hơi nóng các bạn. Bữa nay là Mary tính là sẽ đưa thay mày đi Wonderland. Hôm qua nói là hôm nay đưa nó đi Wonderland các bạn. Tại vì ba của nó mua cho hai đứa là nguyên cái season á, là hình như là tới hết tháng 9 các bạn, hoặc là đầu tháng 9 Mary không biết nữa. Nói chung là muốn đi ngày nào đi. Thì bữa nay là hôm qua nói là bữa nay sẽ đưa nó đi, nhưng mà Mary bị ho quá các bạn ơi. Từ hôm qua Mary bị ho từ hôm qua các bạn ơi, ho rất là nhiều luôn. Nhưng mà nói chung là bản thân của mình thì không có thấy khó chịu hoặc là không thấy bị bệnh hay là bị gì hết các bạn ơi. Nhưng mà giống như là từ lúc mà dịch các bạn ơi, đi ra ngoài đường mà mình mà ho cái là nhiều người họ giống như là họ sợ á. Nên thành ra mình cảm giác đi chơi mà người ta có nhìn mình không có thể thoải mái, nên thành ra Mary nói tham mì là không có đi. Với lại mấy bữa nay thì Mary rất là vui cái là em út của Mary chuẩn bị qua chơi với Mary là hơn 2 tuần cho tới hai đứa đi học luôn đó. Nên thành ra tâm trạng của Mary rất là vui các bạn ơi, có người qua vui lắm. Ok, nó đã gọi Hà chưa? Ok, ở đây là có chị Sarah nhắn nè, chị Sarah rủ đi chơi. Rủ đi ra ngoài. Ok, mình sẽ nói là yes. Chị rủ đi ra ngoài ngoài park á, mình sẽ yes, nhưng mà có điều là phải đưa hai đứa đi chứ không có đi chơi một mình.
số phone của Hà Móp hình như mà có lưu. Bình thường là toàn là bên cái gì ta, nhắn tin này kia bên Facebook là nhiều, nhưng mà mình sẽ gọi phone cho nó rõ hết nha. Tại bên kia nhiều khi không có internet cái là không được. Này là Hà Móp, không biết các bạn thấy không? Hello. Hello. Khỏe không? Dạ em khỏe. Đang làm gì đó? Dạ em đang quay linh tinh thôi ạ. À. Đang quay video luôn hả? Đang quay video. Ủa chị có đi làm không? Không. Hôm nay có đi làm gì không? Không, thì chị từ lúc chị về chị vẫn ở nhà với hai đứa mà, chị đâu đi làm. Dạ. Tại là chị từ Việt Nam chị qua đây đi lâu chưa ạ? Khoảng một tuần. Nhưng mà chị Việt Nam vui ha. Trời ơi, em cũng bảo đang muốn sắp xếp để về mà chưa. Chưa chị ơi, chưa, bọn em chưa coi được vé. Thì hôm bữa định là tưởng em về được là về chung quá. Dạ thì đó, bảo muốn về chung chị cho vui mà cũng còn đâu có về được chung đâu. Nói chung là khó lắm chị, bây giờ hay mỗi nhà cũng kẹt thời gian khác nhau á. Mà hồi từ lúc của chị á, em cũng về cùng chị, nhưng mà tại vì cái hộ chiếu của Ton mà chưa có. Bây giờ có chưa? Dạ rồi, em vừa nhận được hộ chiếu của Ton rồi. Vậy được rồi. Dạ. Hả? Dạ. Ủa sao chị? Chị em muốn hỏi này nè mà hơi ngại. Gì đâu ngại trời. Chị em mình thân mà, nói gì đâu ngại nói đi. Cũng có vụ gì hả? Hay sao chị? Cũng không có gì, nhưng mà vừa rồi em biết chị Việt Nam đó. Dạ. Dạ. Mà chị lỡ xài quá tay. Dạ. Đương nhiên rồi, về Việt Nam thì nhiều chi phí mà. Nên mà thôi kệ, về nó vui chị ơi. Lâu lâu mình mới về một lần. Nhưng mà chị phone là chị muốn hỏi mượn tiền á. Được không? Dạ. Thì giờ chị khó khăn thì em giúp được như em giúp thôi. Nhưng mà chị cần khoảng bao nhiêu chị? Chị cần 10 ngàn. 10 ngàn hả? Mà chị cần khi nào chị cần? Cần gấp không? Cũng không gấp lắm, nhưng mà nói chung là nếu mà em có sớm thì chị cần sớm để còn chuẩn bị cho hai đứa đi học này kia nữa. Dạ, dạ. À. Ok chị, dạ. Ok thì, luôn hả? Thì chị nếu mà chị khó khăn thì em giúp tự nhiên giúp, là 10 ngàn thì nó hơi ấy với em á. Tại hiện tại thì nếu 10 ngàn chắc em không có đâu, nhưng mà để chiều về em nói Hùng đi ngân hàng. Chắc hiện tại chiều nay á, sẽ rút ra được cho chị được 5 ngàn trước. Rồi nếu mà mấy ngày nữa mà em xoay được á, ví dụ như hàng hóa ở Việt Nam mà em bán ra chạy á, thì em cho đưa nó cho chị. Để chị trang trải đỡ nhiều nữa, ví dụ chiều nay nè. Nhưng mà em nghĩ em chuyển được bao nhiêu? Không, ví dụ chiều nay thì em sẽ nhờ Hùng ra ngân hàng. Xong có gì rút lên đưa cho chị 5 ngàn. 5 ngàn hơn xíu được không? Chị kẹt quá. Hơn xíu được không? Chị kẹt quá trời. Đâu đâu mà đi ra ngân hàng làm gì? E transfer, chị đưa em email đi. Ok. Đưa em email xong rồi em nói Hùng có gì e transfer qua cho chị. Tức là chiều Hùng về thì Hùng đi làm về đó, thì em nói Hùng e transfer qua email cho chị là chị nhận được liền rồi, đâu cần đi ngân hàng đâu trời. Vậy phải hỏi Hùng hả? Dạ. Phải hỏi Hùng hả? Nhưng mà chắc chắn. Ok. Chắc chắn là có 5.000 chiều nay cho chị. Để chị trang trải đỡ đi. Có gì chị trả từ từ, trả góp nha. Dạ. Được, yên tâm. Chị em ở đây còn hẹn gặp nhau dài dài mà, khi nào xuống em? Ý là chị bảo xuống em chơi mà, có thấy gì đâu. Thì chị cũng muốn xuống mà, em biết chị đâu có lái xe được xa đâu. Chị sợ lỡ mà xe hư rồi ba mẹ con á. Chứ dạ. Chị muốn đi lắm. Nhưng mà sắp tới em gái của chị qua nè. Nếu mà để chị coi hỏi nó, và nếu mà nó đi á, hai chị em lái xe được á, thì chị xuống em. Nhưng mà chị cũng không hứa đâu nha. Chưa biết được đâu. Dạ, tại vì tụi nhỏ sắp vô học rồi nè. Chị cho hai bé để xuống chơi em xuống mì nó khoái lắm. Mà nói chung là chị sẽ sắp xếp trước khi hai đứa đi học lại, nên thành ra chuẩn bị gạo trước ha. Chị mà qua là thôi đó.
chị cứ alo em chính xác ngày nào là em chuẩn bị hết mọi thứ, chuẩn bị từ bây giờ luôn nè, để có gì em vô em mua gạo, mua giường chiếu nệm, nó có hết chỗ ngủ thoải mái rồi, không phải như ngày xưa mà em ở Toronto chỗ ở không có nên là cũng ấy, chứ bây giờ xuống đây là thoải mái lắm. Nhưng mà nếu mà chị qua em là chị ở nhà em luôn á, ăn uống nhà em luôn á. Ok, ăn bao nhiêu, ăn ở bao nhiêu ngày cũng được hết á, sợ chị không ở thôi á. Thiệt đó nha. Chứ không là mấy mẹ con chị dắt qua đó cái không có chỗ ngủ, không có đồ ăn là thôi, đó là chị bó tay đó. Mới vừa xin mượn tiền mà bây giờ. Em chị sợ, chị hứa với em, chị hứa là xuống em từ bao nhiêu, hình như là từ 5-6 tháng trước có đó. Dạ thì nói chung là chị em mình rủ nhau thì lâu rồi, nhưng mà 5-6 tháng trước rồi mà chị cũng thấy chị mặt mũi chị đâu đâu, lo về Nam xong rồi cuối cùng mà không, chị cũng bận nhiều việc em biết mà. Thôi không sao. Dạ thì nói chung là chị xuống em chơi đi, rồi mai mốt em về cô em ở Toronto á, thằng to nó cũng lớn lớn thì em chạy lên chị, xong mấy chị em mình gặp nhau. À. Ok, vậy có gì okay. Em hỏi Hùng giùm chị nha. Hỏi cho chắc chắn. Chị cứ nhắn cái email qua cho em đi. Tự quyết định luôn hả? Vâng, thì chiều bên em nhờ, tại vì trong bang cũng không có tiền mà. Thì chiều okay. Em nhờ Hùng gửi qua e-transfer qua cho chị là chị nhận được. Ủa mà chị sang ngân hàng gì vậy? Chị TD hoặc CIBC cũng được. TD đi, nhà em xài TD không à? Ok. Rồi ok. Chị sắp xếp cho hai bé xuống chơi để không hết hè nha. Ok, chị sẽ sắp xếp. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Rồi, bye bye chị. Bye. Dạ. Trời các bạn ơi, được tiền. để em coi làm. Mới hỏi 10.000 là nhiều ta. Mới có cái app hồi trước, tại mới kinh doanh bên Việt Nam á, nên thành ra mỗi lần mà coi là cái app này, nói chung là cái app thì nó sẽ không có chính xác 100% các bạn ha. Nhưng mà ví dụ như là cái app này thì nó cũng là ví dụ như ngày hôm nay lên, ngày mai xuống thì nó sẽ cỡ không có khác biệt nhiều. Tại hồi trước mới làm seafood đó, mới sai cái app này, thì để mình coi là 10.000 là khoảng 181 triệu các bạn, là khoảng cỡ đó, trăm mấy, gần 200. Tiền cả đã thì thấp hơn á. Hà nói cho chuyển cho mình 5.000 sẽ là cỡ 90 triệu, mà 90 triệu 800 mấy. Trời ơi, tự nhiên hỏi chơi mà cho thiệt hay là mình lấy thiệt ta? Nhưng mà thôi các bạn ơi, để mấy phone lại Hà. Phone lại Hà nói là chơi mất công. Nói là mình chọc thôi. Chưa một hồi là Hà sắp xếp được. Nhưng mà cũng được, Hà xin tiền cũng được. Nghe nè chị. Ờ Hà ơi. Dạ em nghe nè, sao vậy? Hồi nãy chị phone là chị chọc em á. Cái gì vậy? Chị quay video chị chọc em mượn tiền á, chứ chị không cần tiền đâu. Ủa không cần tiền hả? Chị giờ cần gì? Nói chung là tiền thì không bao giờ dư, nhưng mà chị cũng không có tới mức là đi xin tiền của em. Chủ yếu là chị muốn hỏi thử coi anh sao thôi, ai về rồi em cho thiệt. Cái gì mà xuống tiền rồi. Bó tay là luôn, lạnh quá. Chị tốn lại là có xuống em không? Em không chịu đâu, xuống em đi. Chắc chắn xuống đi. Nào xuống thì chị không hứa, chị muốn xuống, nhưng mà chị không có hứa chắc chắn là bữa nào chị đi được, nhưng mà chị sẽ sắp xếp. Dạ vâng. Còn tiền thì khi nào mà khó khăn quá thì cứ alo cho em. Ok, cảm ơn em. Còn tiền thì chị hỏi chơi thôi nha. Không có chơi rồi, vậy đưa email đây. Mặc dù là hồi nãy chị hỏi chơi xong rồi, hỏi xong rồi em nói đưa, cái là tự nhiên chị suy nghĩ không biết cái nên nói là chị chọc em không ta, muốn lấy luôn á. Mắc phải nợ, em nợ là đóng lãi nè. Rồi ok chị, rồi em biết nha, để ok. Rồi cảm ơn nhiều nha. Trời ơi, dạ, suýt nữa có tiền xài rồi.
Bye bye. Bye chị em, bye chị. Rồi các bạn, nói chung là hơi ngại nhưng mà thấy giống như là mình xin mà được có tiền thì cũng vui các bạn ơi. Cảm ơn Hà rất rất là nhiều luôn. Lúc đầu là Hà không biết là Mri quay video các bạn ơi, sau Mri phone lại Mri mới nói là Mri có quay video. Đây là có fan nè, cho các bạn coi. Đây nè. Hey. Nó khoái ngồi đây lắm các bạn ơi, nó nhìn ở ngoài á, ở ngoài kia thấy chim này kia á, mai này kia nó khoái á. Các bạn ơi, mình sẽ dừng video ở đây ha. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye bye.